Ngọc Thủy xin được gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ắt hẳn một điều rằng tất cả các bậc phụ huynh đều quan tâm rất nhiều đến việc học tập của con em mình đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong suốt quá trình đó sẽ có một vài giai đoạn sức học của bé trở nên thấp đi rất là nhiều và cái điểm số thì ngày càng chênh lệch so với điểm số bình thường. Thì ngay lúc đó thì các bậc phụ huynh sẽ trở nên lo lắng rất là nhiều và đặt câu hỏi là vì sao mà điểm số của con mình lại trở nên như vậy? Liệu là con mình đang gặp vấn đề gì trong học tập hay không? Và các ba mẹ ơi, chúng ta hãy tinh tế khéo léo trong việc là động viên các con học rồi hỏi han làm sao để giúp con học tốt hơn. Tuy nhiên thì quý vị hãy khéo léo nha, bởi vì nếu mà không khéo léo thì sẽ dễ cho bé cái cảm thấy là mình bị áp lực học hành nè, bị sợ học nè, và thậm chí là không có muốn chia sẻ với bố mẹ đâu. Và Ngọc Thủy nghĩ là một cái cách rất là đơn giản thôi, đó là hãy chuẩn bị những cái bữa ăn thiệt là ngon cho bé, đặc biệt là những cái món mà bé thích đó quý vị. Người ta hay nói câu là con đường ngắn nhất để thể hiện tình yêu đó là đi qua bao tử đúng không ạ? Và trong trường hợp này thì cái câu đó không có sai chút xíu nào hết trơn á. Và khi mà bé thích ăn như vậy á, bé sẽ trở nên vui vẻ và thoải mái, chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì bố mẹ sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận con mình, động viên con mình trong việc học tập rồi đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp vật dụng cá nhân nè, dụng cụ học tập nè, rồi làm cho quần áo của bé ngày nào cũng thơm tho sạch sẽ. Quý vị ơi, thấy vậy chứ mà cái việc quần áo của bé mỗi ngày thơm tho sạch sẽ sẽ giúp cho bé tự tin hơn trong việc học tập nè, đến trường sẽ thoải mái hơn và điểm số ngày sẽ càng cải thiện hơn. Và ngày hôm nay Ngọc Thủy sẽ giới thiệu đến quý vị một trợ thủ đắc lực trong việc giúp cho quần áo mùng mền chiếu gối của bé mỗi ngày thơm tho sạch sẽ. Đó chính là chiếc máy giặt lồng đứng Aqua AQWDR100ET. Hãy nhìn chiếc máy giặt Aqua ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu nè quý vị, trông rất là đẹp mắt, rất là sang trọng đúng không ạ? Và khi mà Ngọc Thủy giới thiệu về những tính năng đặc biệt của chiếc máy giặt Aqua này thì chắc chắn rằng quý vị sẽ rất là bất ngờ. Và trước tiên thì Ngọc Thủy xin được nói sơ qua những tính năng chủ chốt của chiếc máy giặt này nhé. Đầu tiên đó chính là được áp dụng công nghệ DD Inverter thưa quý vị. Và với công nghệ này thì sẽ giúp và tiết kiệm điện năng và tiết kiệm chi phí cho gia đình rất là nhiều. Và chiếc máy này thì được thiết kế vận hành rất là êm ái, giúp cho động cơ bền bỉ với thời gian và hạn chế cái chi phí sửa chữa cho gia đình bạn. Bên cạnh đó thì quý vị hãy cùng nhìn xem nha, với một chiếc máy giặt lồng đứng trông rất là đẹp mắt, form dáng cổ điển và tính năng thì hiện đại, giúp cho căn nhà của chúng ta sẽ trông rất là sáng đẹp và hiện đại hơn bao giờ hết, thể hiện cái gu thẩm mỹ của gia chủ. Nếu như mà với chiếc máy giặt lồng ngang á, chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nó quá là hiện đại đúng không ạ? Tuy nhiên thì máy giặt lồng đứng sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác gì đó nó hơi cổ điển chút xíu. Với những ai mà thích cái phong cách tối giản hay là phong cách retro hoài niệm á, thì chiếc máy giặt lồng đứng Aqua ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Quý vị thân mến, khi mà mua một chiếc máy giặt thì điều mà quý vị quan tâm nhất là gì? Ngọc Thủy chắc chắn rằng với chiếc máy giặt Aqua ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu nè, thì mọi tính năng của nó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu nhất của gia đình quý vị. Và đầu tiên một cái điều mà Ngọc Thủy rất là thích đó chính là bảng điều khiển nằm ở phía sau thưa quý vị. Đây, bảng điều khiển trông rất là đẹp mắt và tinh tế đúng không ạ? Và với cái bảng điều khiển phía sau như thế này thì thuận tiện cho việc mà chúng ta bỏ quần áo vào rồi lấy quần áo ra, không có bị vướng phải cái bảng điều khiển, rất là dễ dàng quý vị ha. Đây, quý vị hãy cùng nhìn xem cái bảng điều khiển trông rất là đẹp mắt, trông rất là sang trọng luôn. Và với một cái núm vặn duy nhất ở đây thôi thưa quý vị. Cái núm vặn này rất là đặc biệt nha, bởi vì với cái núm vặn này nè thì quý vị chỉ có thể nhìn thấy ở những chiếc máy giặt lồng ngang là thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Aqua tích hợp cái núm vặn này ở trên chiếc máy giặt lồng đứng luôn, sẽ giúp cho người tiêu dùng cảm thấy giản tiện hơn, sang trọng hơn và dễ dàng sử dụng hơn nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào quan sát cái phần lồng giặt nha quý vị nha. Với lồng giặt của máy giặt lồng đứng này thì nó được thiết kế một cái thiết kế rất là đặc biệt là thiết kế dạng gối. Với cái thiết kế dạng gối trong lồng máy giặt này sẽ giúp cho quần áo của chúng ta không có bị cọ sát vào trong những cái lỗ thành máy giặt, giúp cho quần áo của chúng ta không có bị nhầu nát nè, không có bị sờn rách nè. Nếu như mà quý vị sử dụng những chiếc máy giặt thông thường khác thì sẽ rất là dễ xảy ra cái tình trạng là quần áo, những cái quần áo mỏng quý vị nó bị nhầu nát, nó bị cũ và nó bị sờn rách. Nhưng mà khi quý vị sử dụng chiếc máy giặt Aqua này với thiết kế lồng giặt là dạng gối như thế này thì cái tình trạng đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa nha. Và chắc hẳn quý vị cũng biết là trong quần áo chúng ta luôn đầy những cái mùi hôi khó chịu đúng không ạ? Và rất là nhiều vi khuẩn, đặc biệt là với quần áo của
trẻ em học sinh, bởi vì các trẻ là rất là hiếu động và ưa thích khám phá. Bởi vậy cho nên quần áo của trẻ ngày nào cũng ướt đẫm mồ hôi luôn. Cho nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì mâm giặt của chiếc máy giặt Aqua này được trang bị ion nano bạc giúp kháng khuẩn và khử mùi tối đa. Cho nên quần áo sau khi mà giặt xong sẽ rất là sạch sẽ, thơm tho, bảo vệ sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình của chúng ta luôn. Và quần áo khi mà giặt ở trong chiếc máy giặt này thì quần áo của cả cục cưng mà cũng như là mọi thành viên trong gia đình đều có thể là sạch sẽ đến từng thớ vải luôn thưa quý vị. Bởi vì nó được áp dụng công nghệ là thác nước 360 kết hợp với mâm giặt kép Trinbulsader sẽ giúp cho quần áo chúng ta được giặt hiệu quả, sạch sẽ tối ưu luôn. Bởi vì mâm giặt ở bên trong sẽ xoay tự do và đỡ phần lớn sức nặng của quần áo, còn mâm giặt ở bên ngoài thì sẽ xoay chuyển rất là mạnh mẽ, tạo ra một cái dòng nước thật là mạnh để đảo trộn quần áo liên tục từ trên xuống, từ trái qua phải, từ phải qua trái, rất là mạnh mẽ. Và đảo trộn quần áo tốt hơn như vậy thì cái hiệu quả giặt sạch sẽ tối ưu vô cùng quý vị nha. Và rõ ràng rằng những cái công năng mà Ngọc Thủy vừa giới thiệu đến tất cả quý vị nó quá là tuyệt vời và hữu ích dành cho quần áo của gia đình chúng ta, đúng không ạ? Và một cái chế độ thiết kế rất là êm ái nữa thưa quý vị, đó là chế độ vận hành vô cùng êm ái, giúp sản phẩm của chúng ta bền bỉ với thời gian. Và khi mà nó vận hành êm ái như vậy thì nó sẽ không có làm phiền đến cái sinh hoạt của gia đình chúng ta, giấc ngủ của chúng ta sẽ trở nên chất lượng hơn. Bởi vì trong quá trình chúng ta ngủ và chúng ta có giặt đồ đi chăng nữa thì cũng không có quá ồn ào làm ảnh hưởng, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chiếc máy giặt này còn kịp xu hướng hiện đại là kết hợp công nghệ DD Inverter, là có khả năng tiết kiệm điện tối đa và giúp cho chúng ta giảm hẳn cái chi phí tiền điện hàng tháng đi rất là nhiều, một cái điều mà tất cả các bà nội trợ đều phải quan tâm, đúng không ạ? Và nhìn chung thì sản phẩm ngày hôm nay có thể là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các ông bố bà mẹ, có thể mang đến những cái bộ quần áo sạch sẽ thơm tho cho những cục cưng của gia đình mình, và trẻ sẽ tự tin thoải mái đến trường và điểm số sẽ ngày càng cải thiện quý vị ha. Và để hiểu thêm thông tin sản phẩm ngày hôm nay, quý vị hãy liên hệ qua hotline 1800 585832 hoặc là website aquavietnam.com.vn hoặc là fanpage Aqua Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Thủy rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.